sao chúng ta cần phải có bảo hiểm nhân thọ? Để bảo vệ gia đình và người thân yêu của quý vị. Để bảo vệ nơi nhà và tài sản của quý vị. Vì vậy, bảo hiểm nhân thọ là một giải đáp tốt nhất cho quý vị. Đoan Trang, Mỹ Linh và Nga Dương xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình Bảo hiểm và Tài chánh. Và chương trình của chúng tôi được phát hành mỗi thứ năm hàng tuần vào lúc 9:40. Và chương trình hôm nay thì chúng tôi muốn đem đến cho quý vị thêm một cái chương trình bảo hiểm nhân thọ rất được ưa chuộng hiện nay, FFIUL, đó còn được gọi là Financial Foundation Index Universal Life. Kính thưa quý vị, đối với cái chương trình này thì rất là tốt. Nên vì hôm nay sẵn ở đây chúng tôi sẽ làm một cái so sánh giữa cái chương trình FFIUL này và một cái chương trình 529, đó là College Saving Plan. Để quý vị có thể thấy là tiền của quý vị bỏ vào đâu sẽ tiền đẻ ra tiền. Và khi con quý vị cần cái số tiền để mà trang trải chuyện học hành thì quý vị được một cái mức tiền lời cao để quý vị có thể lấy ra được nhiều tiền hơn để mà trang trải chuyện học hành. Và đồng thời song song đó quý vị có luôn cả cái protection cho gia đình của quý vị, thưa quý vị. Thưa quý vị, đối với cộng đồng Việt Nam chúng ta thì chương trình 529 cũng không có gì xa lạ đúng không ạ? Nếu quý vị đã suy nghĩ đến chương trình này rồi thì có nghĩa là quý vị cũng đã có kế hoạch để chuẩn bị cho tương lai con em chúng ta sau này, thì đó là một điều rất tốt. Hôm nay chúng tôi chỉ muốn đưa đến cho quý vị thêm một lựa chọn khác để quý vị có thể so sánh coi bỏ tiền vào đâu thì sẽ có lợi cho con em của chúng ta hơn. Thì đối với chương trình 529 thì chúng ta từng hay nghe quảng cáo là khi con em chúng ta ra đời thì mình có thể bắt đầu bỏ vào cái savings account 50 đồng mỗi tháng đúng không ạ? Nhưng đối với cái chương trình này đó quý vị, thì quý vị chỉ có thể dùng cho một mục đích duy nhất là trả tiền học phí hoặc là mua sách vở cho con mà thôi. Nếu quý vị cần lấy ra sớm cho bất cứ lý do nào khác thì thứ nhất là quý vị phải đóng tiền phạt. Và thứ hai là điều mà ai cũng quan tâm là quý vị phải cần đóng thuế. Và cái mức tiền lời thì cũng không được cao lắm quý vị. Theo Mỹ Linh được biết thì trung bình là khoảng 2% thôi quý vị. Thưa quý vị, thì sự trình bày vừa rồi của Mỹ Linh đó là đặc điểm về chương trình 529. Thì ngược lại đối với chương trình 529 thì FFIUL lại có những cái quyền lợi rất là đặc biệt đối với quý vị. Thứ nhất đó là mức tiền lời 7.9% tiền lời thưa quý vị, và maximum là 14.25% tiền lời. Thì quý vị thấy không có đầu tư ở đâu mà quý vị được với cái mức tiền lời tương đối khá là cao mà mình không phải lo lắng nhiều. Và với lịch sử của công ty Transamerica trong vòng 20 năm vừa qua với mức cố định đó là 9.31% tiền lời. Và đây là Đoan Trang xin nêu ra những cái đặc điểm mà nếu như quý vị có được một cái chương trình FFIUL. Cái đặc điểm thứ nhất đó là mức tiền lời 7.9%. Và cái đặc điểm thứ hai đó là cái death benefit. Nếu như mình không may mắn mình ra đi thì người thân của quý vị sẽ là người thừa hưởng với cái số tiền mà quý vị đã ấn định trong cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Chẳng hạn như quý vị ấn định là 200.000 cái death benefit thì công ty sẽ bồi thường cho quý vị ngay tức thì nếu như không may mắn mình ra đi cho người thân của quý vị với mệnh giá là 200.000. Và cái đặc điểm thứ ba mà chúng tôi rất là hãnh diện và rất là tự tin để giới thiệu đến với quý vị, đây là một cái chương trình mà có thể nói trên thị trường không có nhiều những cái công ty khác có thể provide cho quý vị cái benefit này ở trong cái life insurance, đó là long term care. Thì Đoan Trang tin chắc có rất là nhiều quý vị ở ngoài kia biết rằng là cái long term care đã có mặt trên thị trường rất là lâu rồi, công ty nào cũng có cả, nhưng mà quý vị muốn cái chương trình long term care đó, quý vị phải mua cho mình một cái hợp đồng separate, là một cái policy riêng về long term care. Và cái giá thì quý vị phải biết là rất là mắc thưa quý vị, không có rẻ đâu ạ. Thì đã có nhiều quý vị đã có cái chương trình long term care thì quý vị sẽ thấy là quý vị trả rất là mắc như thế nào rồi. Nhưng mà đặc biệt với chương trình FFIUL thì quý vị được đính kèm ở trong cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, và nếu như không may mắn mình bị vướng vào những cái căn bệnh mà mình không thể nào tự take care săn sóc cho mình được, mình mất đi cái khả năng đi làm và mình rơi vào 2 trong 6 cái hoạt động hàng ngày mình không thể nào tự lo lắng cho mình được, thì quý vị có quyền lấy ra từ cái tiền tử thành cái income để mà chi trả cho những cái chi phí đó. Kính thưa quý vị, Nga xin tiếp lời của Đan Trang. Đối với cái chương trình FFIUL này thì công ty dựa trên 3 thị trường tài chánh lớn của thế giới để trả tiền lời hàng năm cho quý vị. Đó là S&P 500 của Mỹ, Eurostock là của Âu Châu và Hang Seng là của Hồng Kông. Và cái chương trình này đó, cái current interest có nghĩa là tiền lời hiện tại là 7.9% như là Đan Trang đã nói đến. Và cái mức tiền lời cao nhất là 14.25, và quý vị cũng thấy đó, trong vòng 20 năm qua thì cái tiền lời mà công ty đã trả ra cho cái chương trình này là 9.31%. Quý vị cũng thấy là market của Mỹ đó 2007-2008 nó có xuống đến tận cùng, nhưng công ty vẫn bảo đảm cho quý vị đối với cái chương trình này thì quý vị sẽ được 1% bảo đảm. Có nghĩa là quý vị bỏ tiền vào đây quý vị không sợ bị lỗ, chỉ có lời một ít hoặc là lời nhiều thôi thưa quý vị, không có lỗ.
Và cái điểm đặc biệt của cái chương trình này là quý vị chỉ cần đóng trong vòng 15 năm, 18 năm, 20 năm, 25 năm chẳng hạn. Tùy theo, nhưng mà cái thời gian quý vị đóng càng lâu thì khi mà con quý vị vào đại học thì quý vị có thể lấy ra một cái số tiền rất lớn. Là tại vì quý vị đóng lâu thì nó dựa trên cái tiền của quý vị đóng vào để mà cho quý vị cash accumulate. Và không phải là quý vị đóng một thời gian ngắn mà cái chương trình này không bảo vệ cho quý vị đến trọn đời. Cái chương trình này kéo dài cho tới tuổi 121 và đồng thời bảo vệ cho quý vị là khi bị rơi vào những cái căn bệnh hiểm nghèo hoặc là bị không có thể tự chăm sóc cho mình hai trong sáu động tác, thì quý vị có thể sử dụng 2% của cái tiền tử của quý vị để mà quý vị dùng đó để mà trở thành một cái income, để mà thay thế cái income để cho cái cuộc sống quý vị cảm thấy dễ dàng hơn, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, đối với chương trình 529 này đó, thì khi con em chúng ta ra đời cho tới lúc tuổi vào đại học á, là mình phải đóng 18 năm, thì Mỹ Linh nghĩ là chúng ta phải bỏ ít nhất là 300 đồng mỗi tháng mới đủ để trả tiền học phí và trả tiền sách vở cho con, đúng không ạ? Thì Mỹ Linh cũng sẽ làm cái so sánh với cái chương trình này. Thì thông thường là trung bình mỗi người có đứa con đầu lòng là khoảng ở độ tuổi 30, đúng không ạ? Thì cũng là 300 đồng đó mà một người mẹ 30 tuổi bỏ vào cái chương trình bảo hiểm nhân thọ FFIUL thì cô ta lập tức có ngay với cái số tiền tử là 433.000. Nếu cô ta không may ra đi thì người thân của cô ta sẽ được liền cái số tiền 433.000 đó. Thì khi quý vị đầu tư vào chương trình 529 thì quý vị phải đóng 18 năm. Thì bây giờ Mỹ Linh cũng sẽ so sánh với chương trình FFIUL này cũng là 18 năm. Thì sau 18 năm, tổng cộng cái số tiền mà người mẹ 30 tuổi này đóng vào cái chương trình bảo hiểm FFIUL là 64.800. Thì cái tiền tích lũy là cái tiền cash value cô ta có được là 87.636. Có nghĩa là cô ta lời được 22.836. Và cô ta có thể dùng tới cái tiền tích lũy đó để trả tiền học phí cho con hoặc là cho bất cứ lý do nào cô ta muốn. Và như vậy thì đối với cái chương trình 529 á, thì mình không làm được điều đó, tại vì mình chỉ có thể dùng cho một mục đích duy nhất là trả tiền học phí hoặc là mua sách vở cho con mà thôi, thưa quý vị. Dựa theo cái ví dụ vừa rồi mà Mỹ Linh vừa mới trình bày với quý vị, thì quý vị có thể thấy là người này đóng vô trong vòng 18 năm thì cái số tiền, tổng số tiền mà người này đóng vào đó là 64.800. Nhưng mà cái số tiền tích lũy trong vòng 18 năm đó lại là 87.636 đồng. Thì quý vị có thể thấy đây là một cái mức tiền lời tương đối khá là cao. Và cái người này khi mà cái sau 18 năm thì người này không phải đóng bảo hiểm nhân thọ nữa, thưa quý vị. Và cái độ tuổi của cô ta lúc này là chỉ có tới là 48 tuổi mà thôi. Thì quý vị có thể thấy ở cái tuổi cũng còn tương đối khá là trẻ, phải không quý vị? Và cô ta ngưng không phải đóng nữa, nhưng mà cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ không ngừng ở đó và cái death benefit vẫn kéo dài cho tới suốt cả cuộc đời. Và bên cạnh đó, tuy là cô ta ngưng đóng nhưng mà cái số tiền tích lũy vẫn tiếp tục tăng theo thời gian, thưa quý vị. Thì tới 22 năm sau, cái số tiền tích lũy nó lên tới 108.000. Và tới năm 65 tuổi thì số tiền tích lũy lên là 245.373 đồng. Thì quý vị có thể thấy dựa theo cái mức thời gian cô ta ngưng đóng ở cái tuổi 48, nhưng mà tới 65 tuổi cô ta lên được tới 200 mấy chục ngàn. Thì đây là một cái số tiền tích lũy, một cái cách đầu tư tương đối khá là cao và rất là lợi ích cho mình. Và nếu như tới giai đoạn đó mà con của cô ta không có cần cái số tiền đó để vào đại học thì cô ta có thể chuyển đổi cái số tiền đó qua thành cái quỹ về hưu, hoặc là mình dùng cái tiền đó là một cái gift cho con cái của mình. Đó tùy theo cái mức độ giai đoạn mà quý vị muốn sử dụng cái số tiền đó cho cái mục đích gì. Kính thưa quý vị vừa nghe xong ví dụ từ Mỹ Linh và Đoan Trang thì quý vị có thể thấy được là cái chương trình FFIUL này rất là tốt, đúng không ạ? Nói chung lại cái chương trình 529 College Saving Plan thì nó cũng rất là tốt, nhưng mà quý vị chỉ dùng vào một mục đích mà thôi, đó là trả tiền học phí cho con quý vị, mua sách vở cho con quý vị. Nga nói ví dụ như trong thời gian quý vị sống thì cái cuộc sống chúng ta nhiều lúc gặp khó khăn về tài chính, chúng ta không có thể lấy tiền trong đó ra để mà trang trải trong cuộc sống của chúng ta được. Và đồng thời cái chương trình 529 thì quý vị không có được một cái protection cho gia đình của quý vị. Quý vị bỏ vào đó một tháng là 50 đồng khi con quý vị vừa ra đời. Và quý vị có thể để dành như vậy, nhưng mà trong cái thời gian đó nếu không may mình có chuyện gì, gia đình mình có chuyện gì thì quý vị đâu có được cái protection để mà bảo vệ gia đình của quý vị đâu. Chỉ là khi nào quý vị có thể lấy tiền đó ra để mà trả tiền học phí cho con quý vị mà thôi, chứ không được làm những công việc khác. Thì quý vị cứ nghĩ xem, mỗi một tháng như vậy 50 đồng với cái tiền lời chỉ là 2%, thì quý vị cứ nghĩ là trong vòng 18 năm quý vị cũng có thể làm được cái bài toán, đúng không ạ? 18 năm 50 đồng 2%,
tới lúc 18 năm sau có thể lấy ra được bao nhiêu thì không là bao nhiêu cả. Và đồng thời quý vị không có một cái death benefit để bảo vệ cho gia đình quý vị. Thì Nga nghĩ giữa hai cái chương trình thì quý vị bây giờ cũng có thể là có được cái idea là tiền để vào đâu thì sẽ được lợi hơn, và tiền để vào đâu tiền sẽ đẻ ra tiền cho quý vị. Thưa quý vị, thì để tiếp theo lời của Nga, thì khi quý vị bỏ 300 đồng vào cái chương trình năm 29, thì nếu như mà quý vị không may ra đi sau một năm thì trong account của quý vị chỉ có được 3.600 mà thôi. Có nghĩa là quý vị bỏ vào bao nhiêu thì quý vị chỉ có được bấy nhiêu cộng thêm một ít tiền lời. Hoặc là khi quý vị cần lấy ra sớm cho bất cứ lý do nào khác thì quý vị phải đóng tiền phạt và đóng thuế. Còn cũng là 300 đồng đó mà quý vị bỏ vào cái chương trình bảo hiểm nhân thọ FFIUL, thì nếu quý vị không may ra đi dù chỉ là sau một năm, người thân của quý vị vẫn có được cái số tiền tử 433.000 đó. Và bên cạnh đó thì sau 18 năm, cái số tiền tích lũy mà quý vị có được là 87.636. Và khi mà quý vị lấy ra thì quý vị không cần phải đóng thuế hoặc là phải bị trả tiền phạt, thưa quý vị. Hy vọng những cái sự trình bày và những cái sự so sánh của chúng tôi vừa rồi có thể cho quý vị nhìn thấy được cái điểm đặc biệt của chương trình FFIUL. Như vừa rồi, Nga và Mỹ Linh cũng có nhấn mạnh với quý vị rất là nhiều, đó là dựa theo cái số tiền 300 đồng một tháng quý vị bỏ vào FI29 và bỏ vào FFIUL, thì quý vị có thể thấy với cái chương trình FFIUL có rất là nhiều cái lợi điểm cho quý vị và bảo vệ cho quý vị ngay lập tức. Nếu như mình không may mắn, mình xảy ra chuyện mình không có khả năng đi làm, hoặc là quý vị ra đi, thì cái số tiền là 433.000 ngay lập tức sẽ có để bồi thường cho gia đình của quý vị và cho chính bản thân của quý vị. Bởi vì trong thời gian ngắn ngủi, với cái số tiền 300 đồng tích lũy chưa đủ để mà có thể lo cho mình những cái chuyện lớn khi mà mình xảy ra, phải không ạ? Thì trong cái trường hợp trong vòng 18 năm thì chúng tôi tin chắc là sẽ có rất là nhiều sự thay đổi, đúng không? Thì cho dù sau 18 năm, nếu như mà gia đình của quý vị, con cái của quý vị học giỏi, được scholarship, không cần tới cái life, không có cần tới cái cash value, không có cần tới cái số tiền để vào đại học, thì quý vị có thể chuyển đổi cái số tiền đó thành một cái quỹ về hưu. Đó là một cái điểm rất là đặc biệt để mà mình có thể sử dụng cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với rất là nhiều cái mục đích mà quý vị mong muốn. Thì ngoài những cái chương trình mà chúng tôi vừa mới trình bày ra thì cũng còn rất là những cái chương trình, nhiều chương trình khác để phù hợp với từng cái hoàn cảnh của quý vị. Thì khi mà quý vị gọi cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ gặp quý vị và chúng tôi sẽ ngồi xuống để kế hoạch cho quý vị dựa theo cái mức income của quý vị, dựa theo cái nhu cầu của quý vị, thì chúng tôi sẽ advise cho quý vị chương trình nào phù hợp với gia đình của quý vị hơn. Thì nếu như mà quý vị có bất cứ những thắc mắc thì quý vị đừng có ngần ngại để mà gọi cho chúng tôi. Số điện thoại của Đoan Trang là 408-750-7849. Và kính thưa quý vị, mọi tham khảo đều miễn phí. Số phone của Nga là 408-646-3465. Kính thưa quý vị, có lẽ qua sau sự trình bày của chúng tôi hôm nay thì một số quý vị vẫn chỉ muốn có chương trình năm 29 mà thôi. Còn một số quý vị khác thì sẽ thấy là chương trình bảo hiểm nhân thọ thích hợp với mình hơn. Hoặc là có những quý vị cũng sẽ muốn có cả hai. Thì dù quý vị có quyết định ra sao đi nữa thì chúng tôi cũng sẽ tôn trọng sự lựa chọn của quý vị. Nếu quý vị có thắc mắc hay cần tham khảo thêm, xin quý vị hãy gọi cho chúng tôi. Số phone của Mỹ Linh là 408-910-5955. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Xin chào quý vị.